luôn. À, hộp rất là chắc chắn luôn nhá. Để vào xem nào. Đây các bạn này. Hộp rất là chắc chắn luôn. Chào bác nha. Vâng, hôm nay em có một cái tin tương đối là buồn. Đây, chiếc tai nghe AirPods 2 của em mà sạc không dây đàng hoàng nhá. Nó bị đây. Đó, nó bị như này. Ok. Các bác thấy có buồn không? Vâng, thì thực ra thì đây là cái tai nghe rét thôi. À, các bác có nhìn thấy không? Đấy, mặt nó mờ mờ là tai nghe rét thôi. Nhưng mà đang nghe nhạc thì tự nhiên giờ nó như thế này thì cũng khá là buồn. Cái điều đấy không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là em có lùng và tìm cho Shopee thấy cái này. Cái này mới là thú vị. Các bác có thể nhìn thấy nhá. Nội dung sản phẩm là tai nghe không dây chống nước Zebra Elite Sport. Vâng, sản phẩm này thì các bác được biết là sản phẩm của Đan Mạch. Và hiện tại Việt Nam nếu mà là chính hãng ấy thì giá nó dao động tầm khoảng 6 triệu đến 7 triệu rưỡi. Còn đây, nếu mà nói về giá thì chắc các bác không tin. Thế nó rẻ quá. Thế em đặt luôn. Và khi chuyển về Việt Nam thì bây giờ em sẽ bóc hộp xem là liệu nó có thực sự là đúng như những gì ở trên Shopee nói hay không. À, các bác tính thì giá nha. Giá đây 1 triệu, hơn 1 triệu rồi. À, các bác nhìn thấy không? Tai nghe này, không dây này. Và đây là sản phẩm bán ra bởi mấy ông bên Trung Quốc đấy, Jabra Elite Sport. Giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Tổng thiệt hại về em mua về đây thì hiện tại em chả còn thẻ tín dụng nên là nó sẽ không có thu phí ở trên này. Nhưng mà em sẽ bật điện thoại theo bao nhiêu, tổng thiệt hại là hết 1.118.000. So với cái mức giá mà chính hãng hiện tại đang bán là 6 triệu mấy thì nó quá là hời. Nhưng mà không biết là nội dung bên trong nó sẽ là như nào. Và nhận hàng rồi thì em sẽ bóc cho các bác xem luôn nhá. Đây. Đấy, trong gói vẫn là cái màu xám thân thuộc tại Trung Quốc đúng không? Đấy, gói rất là đẹp luôn. Đây. Bây giờ em sẽ mở hộp luôn. Hàng này hàng mới phút bóc. Không biết là liệu có phải hàng chính hãng hay không. Và người ta làm ghép cái này thì là làm fake cái này thì cũng là đó. Các bác thấy nhá. Đây. Đầy đủ hộp luôn, nguyên siêu luôn. Đây, rất là nhiều thông tin ở dưới này. Đó, mày hiểu không? Đầy đủ thông tin này. Đã, sản xuất tại Trung Quốc thử đúng không? Ra vào lại Elite này. Elite này, đó, mày nhìn thấy không? Đây. Đó, qua đây nhìn thấy nhá. Đây, đúng hộp chưa? Nhưng mà hình như là thực sự là bản thân em thì cũng chưa cầm vào hộp Jabra chính hãng bao giờ. Nhưng mà em cảm thấy cái nước hộp của cái này nó hơi mờ mờ chút rồi. Hộp thì đúng rồi. Hộp thì đúng là hàng chính hãng là đúng như này. Đấy, hỗ trợ những cái công cụ phần mềm như này. Thì sản phẩm tai nghe này nó có một cái đặc điểm ấy, là nó sẽ chống nước này, để cho anh em tập thể thao này. Nó có khả năng đo nhịp tim. Có khả năng đo nhịp tim này anh em nhìn thấy không? Có khả năng đo nhịp tim này. Đấy. Bảo hành lên đến những 3 năm cơ. Thời gian pin sử dụng lên đến 9 tiếng. Quá là thoải mái luôn. Đấy, khả năng chống ồn, nói chung là rất là nhiều khả năng tích hợp đây. Và đi liền với nó là sẽ có những cái phần mềm như thế này này. Rất là nổi tiếng về vấn đề sức khỏe luôn. Từ đồng hồ này. Đấy, bây giờ tai nghe cũng có thể đo nhịp tim được. Đấy là sản phẩm này nó sẽ có những chức năng như thế. Đấy, các bạn này nhìn thấy nó hỗ trợ rất là nhiều các quốc gia ở đây như thế này. Sản phẩm này thì được ra mắt vào khoảng tháng 8 năm 2016. Cũng khá lâu rồi. Đấy. Nó lúc nó ra mắt ấy, thì nó thực sự là rất là đáng mơ ước. Như anh em là hay tập gym sẽ hay sử dụng cái này. Còn những anh em nào chỉ nghe nhạc thông thường ấy thì chỉ biết AirPods hay là Samsung Galaxy Buds thôi. Còn bây giờ đây là một chiếc chuyên để tập thể thao nhé. Hoặc là anh em có thể để nghe nhạc được. Bây giờ em sẽ mở hộp xem như nào. Đây, một chiếc hộp có nguyên siêu như này. Cái nước sơn in ở trên chiếc hộp thì em thấy nó cũng không thực sự là cao cấp cho lắm. Và không biết là chiếc tai như nào thì thực sự là chiếc tai này em mua rất là rẻ. Mà dính phải hàng fake thì không biết là như thế nào. Nhưng có hơn 1 triệu thôi, so với hàng chính hãng thì em nghi ngờ. Là khả năng nhiều khả năng là sẽ là hàng fake. Không có sao, cứ bóc ra xem nào. Đó, các bạn nhìn thấy này. Đây, cái nước in của nó thì không thực sự là sắc nét cho lắm. Nếu mà là sản phẩm cao cấp thì đây thực sự là một cái nước in mà em cảm thấy là khá là kém. Nhưng mà đóng gói thì khá là giống như này. Đấy. Cũng một chiếc mở ra như thế này. Bên trong phụ kiện thì có một cái dây sạc micro USB. Bởi vì đây là những sản phẩm ra mắt năm 2016 này. Đó. Cũng đầy đủ 6 bộ đây. Nghe nói là cái này có 6 cặp, trong đó có 2, có 3 cặp là bằng cao su và 3 cặp là bằng bọt biển.
Nhưng mà ở đây thì em thấy nó giống hệt nhau, đều là cao su thôi, không khác nhau một tí nào cả. Đó, đấy là một cái vấn đề mà liên quan đến hàng xịn hay hàng fake rồi. Bên này thì có những cái đôi tai như này, đấy, để cho nó kẹp vào thì nó cũng hoàn toàn là giống nhau thôi. Rồi bây giờ đến chiếc tai nhá. Đây là một sản phẩm tai mà em đem mua là sản phẩm màu đen. Đây này, khá là cao cấp, nút bấm khá là ok. Đây, chiếc hộp đây, bỏ qua một bên nha, phụ kiện này không còn gì nữa, chỉ có thế thôi. À, một cuốn sách, để xem như này. Đây là một cuốn sách rất sử dụng, hoàn toàn là bằng tiếng Anh này, có tiếng Trung này, tiếng như gọi là tiếng Thái, tiếng Ả Rập ấy. Nói chung là có nhiều ngôn ngữ, nhưng chắc chắn là sẽ không có tiếng Việt hoặc tiếng Hàn đây. Không có tiếng Việt bởi vì sản phẩm này là không có phân phối tại Việt Nam. Và nếu mà bán tại Việt Nam chỉ những chính đơn vị chính hãng là người ta nhập khẩu lại từ Trung Quốc thôi. Đấy, và bán tại Việt Nam thôi. Còn bây giờ là em mua lại Shopee Trung Quốc luôn. À, hộp rất là chắc chắn luôn nhá. Đây, các bạn này. Đấy, các bạn này. Hộp rất là chắc chắn luôn. Đó. Bây giờ em sẽ kết nối vào điện thoại xem như nào nhá. Vâng, thì em có kết nối và trải nghiệm. Nó thì cũng nhận bờ tôi là Java Elite Sport, nhưng mà có một vấn đề này này. Em kết nối với cả Java Sport cộng hay là Java Sport Lite thì lại không thể kết nối được. À, cái ứng dụng này này thì thực sự là không thể kết nối được. Có nghĩa là nghe nhạc các thứ bình thường và kết nối vào cái phần mềm này để mà mình có thể sử dụng những cái chức năng ở trên chiếc tai nghe này đấy, thì hoàn toàn không thể kết nối được các bác nhá. Không thể kết nối được thì em mới hì hục rất là lâu để em làm kết nối thì không thể kết nối nào được. Thì các bác cũng biết đấy, đây là hàng rep, nói nhẹ nhàng hay là nói thẳng căng đó là fake. Đó, mua hơn 1 triệu thì được cái hàng như thế này, cũng đương nhiên thôi, bởi vì hàng chính hãng hơn 6 triệu mà. Còn hàng này có hơn 1 triệu thì việc đấy là mình phải chấp nhận thôi, đúng không? Nhưng mà thực sự ra mà nói, nếu mà bỏ ra 1 triệu để mà mua một chiếc tai nghe như thế này thì thực sự là không đáng đâu. Nếu như các bác có thể mua một chiếc tai nghe của Xiaomi như là AirDots, hạn thời gian tầm này thôi, nhưng mà chất lượng nghe cũng nó là chính hãng thì nó sẽ ổn hơn. Sản phẩm này thì em nghe thì thực sự là chất lượng về âm thanh thì nó cũng không phải để nói tệ, cũng rất là ok, và thiết kế thì phải nói thật là cũng rất là chắc chắn luôn. Đó, chống nước thì khả năng là sẽ không được, bởi vì hàng chính hãng là chống nước được, nhưng hàng này thì em chưa thử, bởi vì là các bác thể nhìn thấy cái chất lượng gia công của nó thì nó cũng sẽ hơi bấp bô như thế này. Thế nên là em, bản thân em sẽ không dám sử dụng nước đâu, bởi vì em bỏ ra hơn 1 triệu, không phải số tiền là nhỏ để em mua chiếc tai nghe đấy. Bản thân em thì trước dùng một chiếc tai nghe rep 11 này, em mua với mức giá là chỉ có AirPods 2 mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà em nghe thì cũng tạm được, bởi vì bản thân em cũng không phải là dân chuyên nghe nhạc tại thuộc dạng tai trâu ấy, hay là bác hay gọi là tai trâu ấy, thì em mua chiếc tai nghe này em nghe nhạc tạm thôi cũng được. 1 triệu thì để nghe cũng không vấn đề gì cả. Thực ra nó nhìn nó rất là đẹp, mà nhiều khi đeo thì đi tập thể dục thì mọi người cứ tưởng là mình đeo tai nghe 6-7 triệu, thực ra mình mua 1 triệu thôi, đúng không, giải quyết được cái vấn đề thế. Còn dính vào hàng fake thì cũng không sao, bởi vì nó rất là chắc chắn và âm thanh thì cũng gọi là tạm được thôi nhá. Để làm clip này để cảnh báo các bác cẩn thận một chút khi mua hàng trên Shopee, không phải là rẻ là ngon đâu, rẻ là Trung Quốc nó bán hàng fake đấy nhá. Các bác xem clip, chào tạm biệt các bác.